Đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế Quốc hội do đồng chí Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai về dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Hồng Thanh cho biết, Quốc hội đã đồng ý cho tỉnh Đồng Nai áp dụng tối ưu nhất các cơ chế, chính sách để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho dự án. Vì vậy, các ngành chức năng cần tập trung đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm bàn giao cho chủ đầu tư khởi công xây dựng giai đoạn 1 theo cam kết trong năm 2021. Quá trình thực hiện, tỉnh Đồng Nai cần đặc biệt lưu ý, cần bảo đảm an sinh xã hội và giải quyết việc làm cho người dân trong diện di rời.